là giống mận mới à? Không mới nhưng cũng chưa hẳn cũ. Vào mùa hoa nở, ở đây mà khai thác du lịch có khi lợi nhuận ngang ngửa với thu hoạch mận nhỉ? Phương có muốn hợp tác không? Idea rất hay. Chúng tôi rất sẵn lòng để phát triển dự án Farmstay. Chú Kình này. Dạ. Tôi tính có lẽ đã đến lúc nói cho thằng Giang nó biết sự thật rồi chú ạ. Chị, Giang không nên biết và nó sẽ không bao giờ cần biết. Chú không sống vào hoàn cảnh của tôi, chú không hiểu được đâu. Ngày nào cũng phải che giấu, cũng phải nói dối, cực lắm. Thỉnh thoảng tôi vẫn gặp ác mộng đấy. Tôi nằm mơ thấy nó rời xa tôi. Thả ta cứ chủ động nói còn hơn. Nhưng chị đã nghĩ đến hậu quả chưa? Nó biết thì giải quyết được vấn đề gì? Dù chị có giải thích thế nào, nó cũng không bao giờ chấp nhận sự việc đó là tình huống bất đắc dĩ. Tôi biết là Phương rất có tâm huyết với dự án Farmstay, và tôi cũng vậy. Thế nên chúng ta cùng công ty La La, hoặc tôi, hoặc cậu, không có từ chúng ta ở đây. Câu từ quan trọng như vậy hả? Mà thôi không sao, miễn sao chúng ta có chung lý tưởng là được. Mấy hôm nay trời trời, Phương có thấy đau đầu không? Bác sĩ dặn là còn phải theo dõi nhá. Cậu lo cho sức khỏe của tôi hay còn điều gì khác nữa? Lặn lội từ thành phố lên tận đây mà không nói hết ra thì khó chịu lắm. Nói đi chứ. Ra lên gặp bà Phương trên Mộc Châu đúng không? Đứng lại! Anh đang rất rất bận và không thể trả lời bất cứ một câu hỏi nào của em hết. Này, anh chỉ cần mất một phút để trả lời em thôi đấy. Anh không phải thằng Gia An nên không biết. Cái quái gì ông An nhà em cũng buồn với anh. Và chính xác là ông ấy đi gặp bà Phương trên Mộc Châu. Anh đừng nghĩ là qua mặt được ngay anh này. Ok, nếu em biết rồi em hỏi anh làm cái gì nữa? Biết nhưng không chắc chắn nên em cần xác nhận. Mai, em có muốn nghe một câu từ tận đáy lòng của anh không? Đó là em đừng để thằng Gia An bị sang chấn tâm lý rồi mắc hội chứng sợ yêu nữa.